Vâng, tôi sẽ tiếp tục làm video về những tác phẩm bonsai ở đây. Vâng, có cây linh sam của anh Đinh Văn. Đây là anh Đinh Văn Hồng. Vâng. Đây là 4 giờ bắt đầu khai mạc, 6 giờ 5 giờ là trong đấy Xuân Trường người đi mời. Vâng, vẫn là cây của anh Đinh Văn Hồng. Cây linh sam. Cây này tôi thấy là cây nê ạ. Vâng, tên rất mới. Rất mới đối với tôi thôi, còn quý vị và các bạn chơi cây nhiều thì có lẽ là nó không còn xa lạ gì. Đối với tôi thì quay cây thì cũng chưa biết nhiều cái tên những cái cây nó đặc biệt. Vâng, đây là một tác phẩm cẩm thị. Đúng rồi, một cây cẩm thị. Cẩm thị vẫn là của anh Đinh Văn Hồng. Như vậy là tôi đang quay đây là một dãy bàn này là cây của nhà vườn anh Hồng. Và xin gửi hình ảnh tới chủ nhân của cây. Và thời tiết không ủng hộ cho lắm, đang mưa. Một cây quýt. Cây quýt. Cây quýt. Cây lộc vơ nghệ thuật dáng trực bonsai rất là đẹp. Thời tiết đang đổ mưa nên là tôi muốn quay anh những tác phẩm này. Rất đẹp. Anh dạ. Và cây mai chiêu thủy đang ra hoa thơm quá. Cây mai chỉ thấy bác gật thôi, không biết là có chỉ thấy bác gật thôi, không biết là thế nào. Bác khen cho câu to cho quý vị khán giả xem. Rất đẹp ạ. Vâng vâng. Đấy, nếu anh Hồng anh nghe bác khen thế là không biết anh nghĩ gì, nhưng mà tôi là thấy cây đúng là rất là đẹp. Và đây là một dãy bàn của nhà vườn Văn Hồng, anh Đinh Văn Hồng. Và tác phẩm tiếp theo tôi muốn gửi đến các bạn nữa là một dãy này, nhưng cô biển rất đẹp ở Ninh Bình. Và cây muội ạ. Và thần rất là kỳ quái nhá. Kỳ. Anh có hay thường xuyên theo dõi trên YouTube không ạ? À, có thì. À vâng. Văn. Nhưng mà hòn đá của nó cũng là tô điểm cho cây này rất nhiều đúng không anh? Phối cảnh thực chất là cây thì đây anh thấy bác chủ nhân bác phối đang còn chưa bật rễ ra bám đâu anh, nhưng mà viên đá nó làm cho tác phẩm nó tôn lên. Đấy là cái nghệ thuật người chơi mà biết lấy viên đá đấy để làm cái điểm khuyết của cây. Vâng, tuyệt vời. Vâng, mình chỉ biết là đẹp thôi, còn như thế nào thì đúng là không thể diễn tả được. Vâng, thẩm mỹ mà. Vâng. Anh về nếu theo dõi thì vào YouTube anh gõ Phương Ca Cơ là kênh của em. À, Phương Ca Cơ. Dạ vâng. À, chuyên về cây cảnh. Em chỉ quay cây cảnh thôi. Rất đam mê cây và từ Thanh Hóa em ra ngoài này
Rồi đi sáng đi xe máy ra ngoài này để đến với đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Lê anh Lê Ngọc Bình. Ôi, cây xanh nhổ nhưng mà rất dài. Tác phẩm bonsai. Rồi. Tác phẩm này cũng nghệ thuật nhá. Tác phẩm dúi này tôi không thấy biển tên, chắc có lẽ chủ nhân cũng không muốn giao lưu giao dịch cây và giấu tên. Xin gửi hình ảnh đến anh, tác phẩm của anh rất là đẹp. Tác phẩm dúi có những cái rất là đẹp. Một cây bạt phong phối cảnh rất là đẹp, nhưng mà tiếc rằng chủ nhân không muốn giao lưu một cây bạt phong. Bạt phong anh Phạm Hùng Ba. Cây me một dãy này là của anh Phạm Hùng Ba, một đôi cây xanh quê, cũng vậy xanh quê. Dạ. Và ngay phía dưới này là tôi thấy một bộ cây là gọi là tam đa đấy, nhưng mà hai cây giáng huyền hai bên. Và để quay cho các bạn nhìn thấy tỉ mỉ hơn thì tôi quay sát lại gần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng. Và dãy cây này chủ nhân chỉ mang đến trưng bày thôi, chứ không thấy triệu biển tên nên chắc có lẽ là sẽ không giao lưu hay sao ấy. Và một số cây, nhưng mà theo như ban tổ chức thì tôi nắm được thì đây là cây của bác Thành. Bác Thành Vàng. Và cây của bác Thành Vàng mang đến tham gia dự triển lãm tác phẩm bonsai.